Xin chào các bạn, mình là Nuba đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một con bướm từ hoa phượng. Phượng là loài cây thân gỗ ưa nhiệt nên trồng nhiều ở vùng nhiệt đới, với đặc điểm là tán lá to rộng, với lại có lá thì nhuyễn như lá me, nên là nó sẽ tạo ra bóng râm mát, thích hợp trồng ở nơi công cộng như là công viên, trường học. Và cái đặc điểm lớn nhất mà hoa phượng đem đến đó là tạo ra những cái chùm hoa màu đỏ rực vào mùa hè. Vì thế mà nó gắn liền với lại tuổi học trò của chúng mình. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau xếp hình con bướm từ những cái cánh hoa phượng ha. Hoa phượng thì gồm có 4 cái lá nhỏ giống màu và một cái lá lớn nó có cái màu pha trắng cam. Thì mình sẽ không sử dụng đến cái lá to này. Mình chỉ sử dụng 4 lá nhỏ để làm cánh của con bướm. Tiếp đến thì là cái phần thân của con bướm, mình sẽ sử dụng một cái đài hoa, và cái râu của con bướm thì mình sẽ dùng 2 cái nhị hoa. Như vậy là đã chuẩn bị xong. Các bạn bắt đầu tách cái phần đài lá, cái này tách từ từ thôi các bạn, và không cho cái phần tay của mình đụng vào cái phần giữa, bởi vì bên trong nó có nhựa, nó có thể kết dính lại. Sau khi tách được rồi, các bạn sẽ lần lượt để các cánh hoa phượng xếp tầng vào như là tạo thành là cái 4 cái cánh của con bướm. Sau đó thì các bạn sẽ đậy nó lại để cho nó kết dính. Tiếp đến là mình sẽ bỏ 2 cái râu con bướm vào. Như vậy là rất là đơn giản. Để mà cái con bướm này nó đẹp hơn thì mình phải bỏ vào một quyển tập, mình ép cho nó khô đi thì mai mốt nó sẽ cứng lại. Mình chúc các bạn có một kỳ nghỉ hè thật là vui nhé.